Như vậy là cô và các em vừa cùng nhau tìm hiểu và biết được cách để nói lời xin lỗi và lời đáp. Hãy vận dụng kiến thức mà chúng ta vừa được học và thực hành vào làm bài tập cho cô nhé. Viết 4-5 câu kể về một lần em có lỗi với ai đó. Có thể là bố, mẹ, thầy cô, anh chị em, bạn bè và em xin lỗi người đó. Để thực hiện được yêu cầu này, các em có thể dựa vào phần phân tích ở hai tình huống của bài tập số 1 hoặc các em có thể dựa vào gợi ý sau đây của cô. Đầu tiên, các em hãy nêu được tình huống. Tiếp theo, các em hãy nêu lỗi mình đã gây ra là gì? Phản ứng, thái độ của người em đã gây ra lỗi. Em xin lỗi người đó như thế nào? Và người đó có tha thứ cho em hay không? Và cô tin rằng từ những gợi ý đơn giản vừa rồi, các em sẽ viết được đoạn văn 4-5 câu kể về một lần mình mắc lỗi phải không nào? Các em chú ý khi viết đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm. Nào, các em hãy tạm dừng video và viết đoạn văn vào vở cho cô nhé. Các em đã viết xong rồi phải không nào? Sau đây, cô mời các em cùng tham khảo một đoạn văn để có thể viết tốt hơn nhé. Giờ ra chơi, vì chạy nhanh nên em đã làm bạn Ánh bị ngã. Em liền chạy lại đỡ Ánh dậy và nói, tớ xin lỗi vì đã làm cậu bị ngã. Ánh mỉm cười bảo, tớ không sao, lần sau cậu chạy chậm lại nhé. Như vậy là cô và các em vừa cùng nhau tìm hiểu xong nội dung bài học viết về một lần mắc lỗi. Trong bài học này, các em cần nhớ khi nói lời xin lỗi, nói ngay khi phạm lỗi, thái độ lịch sự, thể hiện sự biết lỗi. Với lời đáp, nói ngay khi nhận được lời xin lỗi, thái độ vui vẻ, nhẹ nhàng, tạo cho người nghe cảm nhận sự tha thứ. Khi nói lời xin lỗi và lời đáp, các em chú ý xưng hô cho phù hợp. Khi viết đoạn văn kể về một lần mình mắc lỗi, các em phải nêu được tình huống xảy ra lúc đó. Lỗi em gây ra là gì? Em đã xin lỗi về sự việc xảy ra như thế nào? Và lời hứa của em ra sao? Người đó có tha thứ cho em hay không? Và khi viết đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm. Các em ạ, việc nói lời xin lỗi và lời đáp rất quan trọng vì nó thể hiện mình là người can đảm, dám nhận lỗi. Vì khi nhận lỗi, chúng ta sẽ rút ra cho mình nhiều bài học quý báu, làm giàu cho hành trang khi trưởng thành của mình đấy các em ạ. Hãy mạnh dạn nhận lỗi và nói lời xin lỗi các em nhé. Ở nhà, các em hãy vẽ lại nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy và chia sẻ cho bố mẹ cũng như bạn bè của chúng ta được biết nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình siêu trí nhớ học đường lần sau.